xe taxi Phước dùng chở người đi gây án. Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, khoảng 11 giờ 45 ngày 30 tháng 9, Nguyễn Văn Phước 44 tuổi, ngụ phường 9, thành phố Đà Lạt, lái taxi cùng Nguyễn Văn Hùng 31 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, điều khiển ô tô khác chở gần 10 người mang theo dao, kiếm đến trước quán Thuận Phát, phường 6, thành phố Đà Lạt, lao vào trong chém người. Trong vòng 1 phút, nhóm trên chém 5 người trong quán ăn bị thương rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Trong đó có một nạn nhân bị chém đứt lìa cẳng tay trái. Qua điều tra, công an tóm giữ Phước. Khám xét xe của tên này, công an thu giữ một cây kiếm bằng kim loại dài 70cm, một cây gậy bóng chày. Nguyên nhân lúc đầu là do người thân của Phước và Hùng có dây nóng của nhóm người đang kinh khủng doanh tại quán ăn Thuận Phát. Thời gian gần đây, người thân của Phước soàn xỉnh xuyên bị hăm dọa, khủng bố. Do đó, Phước đã gọi thêm Hùng và những người khác đến quán trên để xử lý. Đến ngày 10 tháng 10, công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tóm tạm giam nghi can Nguyễn Văn Phước để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.